quay mà nói cho. Chiều chủ nhật thảnh thơi, mời cả nhà ngắm một vườn lan hồ điệp thơm của bạn em trồng trên sân thượng ạ. Đây là Vio Blue. Như vườn của bạn em là trồng bằng chọn lựa giá thể rêu để trồng. Chậu nhựa treo lên cho nhẹ. Cây là đã thích nghi, đang ra rễ, đang ra rễ, ra rễ và ra lá mới. Đây, rất là xinh, khỏe xinh. Anh chủ vườn này đã chọn một cách để cho cây khỏe và ra lá, đó là cắt những cái vòi hoa cũ đi để cho cây tập trung dinh dưỡng, ra lá và ra rễ. Ra rễ mới, ra vòi hoa mới. Đó. Anh chủ vườn đã chọn hình thức là trồng rêu, treo tường thì treo chậu nhựa cho nó nhẹ. Chúng ta sẽ vào xem khu vườn của anh ấy. Đây là niềm mê của em đấy ạ. Melina cũng là xinh đẹp. Melina này tròn lắm. Melina Chen. Hàng xịn. Chen là tên của cái ông Chen ông làm ra đúng không anh? Em cũng hay gặp nhưng họ hay viết tên đằng sau lắm chứ. Không thể. Chen Di. Rất là xinh đẹp. Nhà mà vào khu vườn này thì ngất ngây luôn. Ngất ngây và đắm say. Bên chẳng có to siêu đại siêu khủng luôn. Người đang làm ấy. Còn cây nó ngực rộng. Dạ, em quay cho cả nhà ngắm một chút vậy thôi để em còn ngắm hoa. Chúc cả nhà một buổi chiều chủ nhật thật là vui vẻ.